Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ lật mặt Nga và Trung Quốc lợi dụng đại dịch để thao túng các nước. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper vào ngày 4 tháng 5 năm 2020 đã cáo buộc Nga và Trung Quốc đang lợi dụng tình trạng khẩn cấp vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán để thâu tóm lợi ích, tăng cường sức ảnh hưởng ở châu Âu và khắp nơi trên thế giới. Khi được hỏi liệu Trung Quốc và Nga có đang tìm cách gây ảnh hưởng ở Ý bằng cách gửi viện trợ đó hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã nói với tờ báo Ý Saman rằng Mỹ biết rằng một số quốc gia sẽ tìm cách sử dụng đại dịch như một cơ hội để đầu tư vào ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng trọng yếu với ảnh hưởng lâu dài về an ninh. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper phát biểu trong một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc. Ông Esper nói tiếp, các đối thủ tiềm năng gần như chắc chắn sẽ tìm mọi cách trục lợi để thúc đẩy lợi ích của họ và tạo ra sự chia rẽ trong NATO và châu Âu. Huawei và 5G là một ví dụ quan trọng cho hành động thâm hiểm này của Trung Quốc. Bình luận của ông Esper được đưa ra trong bối cảnh một số quan chức Mỹ đang cáo buộc Trung Quốc có liên quan tới việc dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát trên phạm vi toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào hôm 3 tháng 5 tuyên bố rằng Washington có bằng chứng to lớn rằng SARS-CoV-2 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc và cáo buộc Bắc Kinh bác bỏ. Ông Esper cho rằng cả Trung Quốc và Nga đang tận dụng sự khẩn cấp của đại dịch này để gia tăng tầm ảnh hưởng của hai nước này tại châu Âu. Và Italy đã trở thành một mục tiêu chung của cả Nga và Trung Quốc để mỗi nước này theo đuổi những ý đồ riêng của mình. Cả Moscow và Bắc Kinh đều đang hỗ trợ cho Ý bằng cách gửi bác sĩ, thiết bị y tế và khẩu trang tới Italia, quốc gia đầu tiên của châu Âu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Trung Quốc đã nhanh chóng lợi dụng đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát ở châu Âu để mua chuộc Ý và Tây Ban Nha được coi là những mắt xích yếu trong châu Âu và Liên minh NATO và cũng là hai nước châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch này. Đây là hình ảnh một lô hàng vật tư y tế của Trung Quốc viện trợ cho Ý, ảnh chụp vào hồi tháng 3 năm 2020. Trung Quốc là một trong những nước đầu tiên gửi nhân viên y tế và thiết bị sang giúp Ý trước các nước G7 đầu tiên hậu thuẫn dự án vành đai và con đường quy mô lớn của Trung Quốc, thì đây là một tiền đồn của Trung Quốc đi vào châu Âu. Bắc Kinh đã tuyên truyền rầm rộ về chuyến bay vào ngày 12 tháng 3 mang theo 31 tấn y thiết bị y tế, trong đó có 40 máy trợ thở để giúp Ý. Vào hôm 25 tháng 3, Trung Quốc đã gửi thêm 30 máy trợ thở nữa. Tạp chí Policy đã nhận định rằng với hơn 100.000 ca nhiễm và trên 10.000 ca tử vong ở Ý lúc đó thì sự hỗ trợ của Trung Quốc chỉ như hạt muối bỏ biển. So với Albania, một nước nghèo, dân số chưa tới 3 triệu, đã gửi 30 bác sĩ và y tá sang giúp Ý. Sự hỗ trợ của Trung Quốc cũng chẳng là bao so với Đức, nước phải đối phó với hơn 60.000 ca nhiễm bệnh và so với các nước láng giềng ở châu Âu khác. Dù hơi muộn, Hoa Kỳ cũng đã gửi một máy bay vận tải chất đầy thiết bị y tế cho Ý như tường thuật của đài NPR. Báo Foreign Policy đã nói trong khi hội chữ thập đỏ, Trung Quốc cung cấp một số thiết bị, Ý phải chi tiền ra để mua các dụng cụ y tế khác. Tác giả bài báo nói rằng nếu quả thật Bắc Kinh là người bạn chân thật thì họ đã gửi hàng chục ngàn máy trợ thở cho Ý. Cũng điều khá kỳ lạ là cùng lúc chuyến bay đầu tiên đáp xuống đất Ý, báo chí nhà nước Trung Quốc bắt đầu tung tin đồn rằng dịch COVID-19 có thể đã xuất phát từ Ý. Trung Quốc cũng đã gửi đồ tiếp tế cho các nước khác, nhưng theo tờ báo Foreign Policy, những sự hỗ trợ của Trung Quốc không xứng tầm với một quốc gia có khả năng sản xuất đại trà. Lại là một nước mà lúc đầu đã thất bại, không xử lý thỏa đáng trong việc thời điểm dịch bệnh khởi phát để cho virus corona đã lây lan ra khắp thế giới với cái chết của hơn 250.000 người và hàng triệu người bị lây nhiễm. Đây là hình ảnh máy bay mang viện trợ y tế từ Trung Quốc để giúp Tây Ban Nha chiến đấu với viêm phổi Vũ Hán đến sân bay miền Bắc của Tây Ban Nha vào ngày 17 tháng 3 năm 2020. Tạp chí về chính sách đối ngoại nói không như các nước châu Âu đã kín đáo gửi hàng tiếp tế cho Bắc Kinh khi dịch bùng phát ở Vũ Hán. Bắc Kinh lại ngược lại rầm rộ tuyên bố khi gửi khẩu trang sang giúp Tây Ban Nha, Pháp, Spain và các nước châu Âu khác để thể hiện quyền lực mềm. Trường hợp Tây Ban Nha, nước có 85.000 ca nhiễm và hơn 7.000 ca tử vong tại thời điểm đó. Trong khi rõ ràng là gửi vật dụng y tế bằng máy bay tới nhanh hơn, nhưng Bắc Kinh lại chọn gửi bằng xe lửa chạy theo một tuyến đường thuộc dự án vành đai và con đường của Trung Quốc trong một hành trình kéo dài tới 17 ngày. Đài CGTN của nhà nước Trung Quốc tự hào loan báo trị giá của các vật dụng y tế tiếp tế cho Tây Ban Nha là 49.325 đô la,
nhưng không đề cập tới việc Tây Ban Nha mua thiết bị y tế của Trung Quốc trị giá 473 triệu đô la, chỉ để khám phá ra rằng các bộ xét nghiệm của Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn. Trung Quốc cũng không nói tới chuyện Hà Lan mua 1,3 triệu khẩu trang của Trung Quốc và phân nửa trong số này không đủ tiêu chuẩn. Phát triển mạng 5G cũng là trở thành vấn đề tranh chấp địa chính trị quốc tế, đặc biệt ở châu Âu. Đây là hình ảnh trụ sở của tập đoàn Huawei tại Pháp được đặt tại gần thủ đô Paris. Theo các tin tức từ Bruxelles, Bỉ, Trung Quốc đã ra điều kiện khi cung cấp các thiết bị y tế cho 4 nước châu Âu là phải thay đổi chủ trương về Huawei. Trong bối cảnh Mỹ cố thuyết phục châu Âu không nên tin Huawei, Trung Quốc đã lo sợ Huawei sẽ bị loại khỏi thị trường rộng lớn ở châu Âu. Chính quyền Trung Quốc và cả tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei đang giáo diết vận động để không mất chỗ đứng tại châu Âu. Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp thậm chí còn gia tăng áp lực, đe dọa sẽ trả đũa đối với hai nhà cung cấp dịch vụ 5G khác là Nokia và Ericsson ở Trung Quốc nếu Huawei bị thất thế tại đất nước hình lục lăng này. Huawei cũng tặng khẩu trang cho Hà Lan, Tây Ban Nha và Ý để tranh thủ sự ủng hộ của những nước này. Mỹ từ lâu đã khuyến cáo các nước tẩy chay Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới đến từ Trung Quốc, trong việc thiết lập mạng điện thoại di động 5G mới và cũng khuyên xem xét kỹ lưỡng thiết bị từ một công ty khác của Trung Quốc có tên là ZTE. Washington nói rằng các thiết bị này có thể được Trung Quốc sử dụng để do thám truyền thông. Huawei và ZTE đều phủ nhận thiết bị của họ gây ra mối đe dọa an ninh. Ông Espe vào hôm 4 tháng 5 một lần nữa khẳng định như sau: sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp Trung Quốc có thể khiến cho các hệ thống quan trọng dễ bị gián đoạn, thao túng và gián điệp. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho khả năng giao tiếp và chia sẻ thông tin, tình báo của chúng ta. Về phía Nga, sự hỗ trợ của nước này cho Ý bao gồm các nhân viên y tế, quân đội đã thu hút được sự chú ý đến việc Ý nhận được sự hỗ trợ hạn chế từ Liên minh châu Âu, trong khi các nhà ngoại giao và quan chức của châu Âu và NATO xem động thái của Nga mang tính địa chính trị. Đây là hình ảnh một đơn vị quân y của Nga chuẩn bị lên máy bay đến Roma hỗ trợ Ý chống COVID-19 vào ngày 22 tháng 3 năm 2020. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi sang Ý 9 phi cơ và 100 chuyên gia cùng các thiết bị y tế sau một cuộc điện đàm với Thủ tướng Ý, ông Conte. Moscow đã tuyên truyền rầm rộ về hành động hào phóng của mình, nhưng đến nơi người Ý mới phát hiện ra rằng đại đa số các vật tư và thiết bị y tế của Nga hoàn toàn vô dụng trong công tác chữa trị nạn viêm phổi Vũ Hán. Báo La Stampa dẫn lời một quan chức chính phủ Ý nói như sau: 80% các vật dụng y tế do Nga tiếp tế hoàn toàn vô dụng hoặc không có mấy có ích với Ý. Nói một cách khác, vụ chuyển giao hàng tiếp tế chỉ là một cái cớ. Vẫn theo quan chức này, các vật dụng do Nga cung cấp gồm các đơn vị khử trùng và phòng thí nghiệm, chứ không phải là những thứ mà Ý đang cấp thiết cần tới như máy trợ thở và các thiết bị bảo hộ cá nhân. Tờ báo Ý còn cho biết là điều khá lạ lùng là các chuyên gia Nga là từ do Bộ Quốc phòng, chứ không phải là Bộ Y tế Nga gửi sang giúp nước Ý. Đây là hình ảnh cờ Ý và Hoa Kỳ được NATO kéo lên tại khu căn cứ quân sự Krebs-Denin ở Vienna, Ý lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 3 năm 2013. Trong nhóm có nhiều chuyên gia của quân đội về sinh học, hóa học và hạt nhân cao cấp, chứ không phải các nhân viên y tế bình thường mà Ý trông đợi, có thể ra tuyến đầu và góp sức với các nhân viên y tế của Ý đối phó với khủng hoảng. Các sĩ quan quân y này đóng tại khu vực Bergamo, nơi viêm phổi Vũ Hán hoành hành dữ dội, và cách Vicenza, một địa điểm căn cứ quân sự lớn của Hoa Kỳ, chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Sự hiện diện của các chuyên gia quân y Nga tại một nước NATO, nhất là gần một căn cứ không quân Mỹ, gây lo sợ rằng người Nga có thể tận dụng thời gian ở đó để thu thập thông tin tình báo. Có một số dấu hiệu khả nghi như vào thời gian quân đội, quân y tới Ý, NATO đã phải điều nhiều chiến đấu cơ lên chặn một máy bay quân sự Nga đang lảng vảng gần không phận của NATO. Theo tạp chí Forbes, Moscow đã khai thác những bất cập trong cách đối ứng và của châu Âu trước dịch viêm phổi Vũ Hán lúc ban đầu để gây chia rẽ trong liên minh NATO bằng cách phát động một chiến dịch ngoại giao để lấy lòng Ý, giữa lúc nước này đang cảm thấy bị châu Âu bỏ mặc tự xoay sở trước cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất sau Thế chiến thế giới lần thứ hai. Báo New York Times nói thật trớ trêu là Ý, một trong những nước thành lập NATO và đóng góp nhiều binh sĩ cho các sứ mạng ngoài NATO nhằm răn đe Nga, bây giờ lại chiến đấu chống viêm phổi Vũ Hán với sự giúp đỡ của Nga, đối thủ chính của NATO. Trong lịch sử, các nước phương Tây đã từng dẹp bỏ mâu thuẫn để giúp đỡ đối thủ của mình trước các thảm họa nhân đạo, như gỡ cấm vận để các công ty Mỹ có thể giúp Iran trong trận động đất vào năm 2012, hoặc Hải quân Hoàng gia Anh giúp tìm tàu ngầm Quds của Nga bị mất tích cách đây 20 năm. Và gần đây nhất, châu Âu và chính phủ Mỹ lập tức gửi hàng tấn thiết bị y tế cho Trung Quốc khi dịch
corona bùng phát ở Vũ Hán. Nhưng cách tiếp cận thiện chí này có lẽ chưa bao giờ có chỗ đứng trong việc hoạch định chính sách của Trung Quốc và Nga. Những phi vụ đội lốt nhân đạo của hai nước này luôn phục vụ cho một hoặc nhiều mục đích mà phía sau là các âm mưu của những thế lực độc tài đang cố tình đánh bóng cho bộ mặt tàn ác của nó. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2020 với bản tin Mỹ lật mặt nạ Nga và Trung Quốc lợi dụng đại dịch để thao túng các nước. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.